ăn cháo sớm thế hả? Hôm nay tôi xong việc sớm, thế nên là định đưa cháu đi dạo một tí ấy mà. Mà cháu ở đấy có ngoan không? Cháu ngoan lắm chị ạ. Sao tóc tai với cả quần áo của con lại ướt hết thế này? À, tại các cháu nghịch nước mà chị. Chị biết bọn trẻ con hiếu động thế nào đấy. Té nước nhau là ướt thôi, không có gì đâu. Thế à? Thế thì nhờ cô chăm sóc cháu cẩn thận một tí nhá. Chứ nếu mà ướt hết thế này dễ bị ốm lắm. Chị yên tâm, đấy là trách nhiệm của bọn em mà. Với lại em yêu trẻ con lắm, nhất là những đứa sinh như bé Lan đây này. Thôi, chào cô đi con. Mình về thôi. Cặp của cháu chị ơi. Con về nhá. Tôi về đây. Thiên Thụ bị hai cô nàng làm cho mất hết tự nhiên, đang định đứng thẳng lên nhưng lại không biết cô chị Lý sau lưng đang cầm kim chích vào eo cô. Con yêu của mẹ, làm sao mẹ lại thấy con buồn đấy? Hay là mẹ đón con sớm quá, con không thích à? Mẹ ơi, con đói. Đói á? Thế để mẹ lấy bánh cho con ăn nhá. Con ăn đi. Con gái của mẹ ngoan thế. Vừa mới ăn ở lớp xong, về nhà đã đói rồi. Mẹ ơi, cô đổ cơm một con. Sao? Sao cô lại đổ cơm một con? Vì con ăn chậm nên cô đổ cơm một con. Thế á? Thế là từ sáng đến giờ con chưa ăn cái gì à? Thế cô có hay đổ cơm một con không? Cô không đổ con tô màu không đúng. Thế mẹ lại cứ tưởng là con chơi với các bạn nên là ướt hết tóc. Rồi xong cô còn chửi con nóng mu nữa. Cô trêu con đấy, không phải như thế đâu. Con của mẹ không ngu. Thế cô còn làm gì con nữa không? Cô còn đánh con nữa mà. Ôi trời ơi, sao lại ra nông nỗi như thế này? Con có đau lắm không? Không có. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi để con ra nông nỗi như thế này. Sao con lại không kể với mẹ? Cô bảo là kể với mẹ, cô còn đánh là nông nỗi con. Thế á? Để mẹ xem nào. Ôi giời ơi. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con nhá. Chị gái. Con ra kia để mẹ nói chuyện với chú nhá. Làm gì mà cứ như người mất hồn đấy. Chị đang lo quá đây này. Con gái nhà chị ấy, nó đi học về thì nó bảo là cô giáo đánh nó. Mà chị hỏi cô giáo thì cô ấy lại bảo là do bọn trẻ hiếu động, thế nên là chắc chạy nhảy và vấp vào đâu đấy thôi. Thế bây giờ chị tin con chị hay chị tin người ngoài? Thật ra ở trường ấy cũng có camera mà, thế nên chị cũng khá yên tâm. Đây này, lúc nãy chị cũng xem thì không thấy có gì bất thường cả. Mà con bé về nhà thì tay chân cứ bầm tím hết cả lên. Ôi trời ơi, dăm ba camera để giải quyết cái gì đâu chị. Giáo viên nào nó chả biết là phụ huynh có thể trích xuất lại được từ camera. Nếu mà nó có đánh ấy thì nó tìm đầy chỗ không camera nó đánh rồi. Thế ý chú là con chị bị đánh thật à? Thật hay không thì em không biết. Thế nhưng các cụ có câu rồi, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Chẳng bao giờ trẻ con nó nói dối cả. Nếu mà không có lửa ấy thì làm sao mà có khói được. Chị không biết làm sao đâu. Thế nhưng mà con gái chị thì chưa nói dối bao giờ. Mỗi lần về nhà thấy tay chân con bầm tím, chị thương lắm.
Thôi được rồi, em có cách này. Ngồi nhà chờ em, em quay lại luôn đấy. Chị ơi, đây nhá, em có cái này. Chị nhìn đúng như một cái quạt luôn này. Ừ. Như đồ chơi trẻ con. Thế nhưng mà trong một cái quạt này có tích hợp camera siêu nhỏ, máy ghi âm. Ừ. Để chị xem nào. Nhìn qua cũng không ai phát hiện ra đâu nhỉ. Nhìn xinh phết đấy. Em phải tìm hiểu mãi đấy. Qua số bông minh mận mãi mới lấy được đấy. Lan, ra chú vào. Đây nhá, hôm nay chú mua tặng con cái quạt nhá. Con có thích không nào? Đấy, hình con khủng long này. Khi nào mà... À, đến lớp con vẫn cầm đi nhá. Ngày mai con đi học ấy, thì con cứ đeo vào tay. Người có sợ cô á? Sợ cô á? Không, con không phải sợ ai hết. Cái quạt này sẽ là bảo vệ con. Nhá. Vâng. Con cảm ơn chú đi. Con cảm ơn chú. Sao thôi, con cứ đi vào đi. Lát mẹ đi mua đồ chơi cho nhá. Lan, ôi, mẹ đưa cháu đi học sớm thế. Lớp có ai đến đâu? Hôm nay Lan mặc váy xinh nhờ. Tôi hỏi cô tí nhá. Cháu Lan dạo này có ăn uống đầy đủ không? Mà tôi thấy nó xanh xao quá. Ừ, con vẫn ăn đầy đủ mà chị. Bữa nào chả hết suất. Thế à? À, cả vết bầm tím ở chân nữa. Không biết là... À, bọn trẻ con nó chơi với nhau, va vào cạnh bàn ấy mà. Với lại da chúng nó mềm, vài hôm là hết đi mà chị. Thế mà tôi lại cứ tưởng... Cái bọn này á, chúng nó giỏi bịa chuyện lắm. Đấy, thế chị không hỏi có phải là lại nghĩ cô hành hạ gì cháu không? Thôi, cô trông con cẩn thận giúp tôi thì nhá. Chứ nhìn thấy chân tay bầm tím hết, thì xót lắm. Chị yên tâm đi, có em rồi chứ không phải lo đâu. Thôi được rồi, mẹ đi trước đây nhá. Tôi đi đây. Dạ, Lan chào mẹ đi con. Mẹ đi nhá. Bye. Thế mày vẫn chưa ăn xong đấy à? Đứng lên. Hả? Thế tao đã dặn mày như nào rồi? Hả? Tao dặn là mày về mày được bách mẹ mày thế à? Hả? Mày nghĩ mẹ mày là cái đinh gì? Mày nghĩ tao sợ mẹ mày chắc? Mày đưa đây đây. Tao bảo mày đưa đây đây. Mày chưa chưa? Hả? Còn dám về bách mẹ hay không? Dám về bách mẹ hay không? Dám hay không? Hả? Cái lũ chúng mày phải đánh đi cho chừa ở nhà. Bố mẹ chiều hư, bố mẹ chiều hư. Về bách mẹ à, phải cho mày roi vọt mày mới chừa được. Mày ngồi sang bên kia. Ngồi sang. Ăn đi. Xúc thế à, hả? Xúc đấy thì bảo. Mày còn muốn khóc không? Mày ngậm cái mồm lại. Sao anh chị lại ở đây ạ? Nếu mà không ở đây thì làm sao tao biết tụi mày ngạ con tao như thế nào? Đau. Đau à? Mày mà không biết đau cơ à? Hả? À, thế mày hành hạ con thì người ta như kia thì sao? Hả? À? Mọi chuyện không phải như anh chị nghĩ đâu ạ. Tao chẳng nghĩ cái quái gì hết. Mày nhìn mà hành hạ cháu tao đi. Như thế có được không? Nhưng mà em có đánh cháu bao giờ đâu ạ. Đau. Mày không đánh mà con tao bị tay chân tím hết lên như này à? Đấy là trẻ con nó đùa nhau, nó bầm tím. Chứ có đánh cháu đâu ạ. Lan, cô có đánh con không? Có mẹ ở đây rồi. Lan, cô có đánh con không? Ừ. Chị tin bọn trẻ con làm gì? Chúng nó toàn nói dối thôi. Sao con dám mua ăn cho cô? Lan, con cho chú mượn cái quạt này một tí. Rồi, con đi ra tiền chơi với các bạn nhé. Xong tìm chú đón con về. Này con danh, mày có muốn nghe lại những gì mày đã làm với cháu của tao không?
giỏi thì mày kiện luôn đi. Tao cũng đang muốn cho tất cả các phụ huynh biết bộ mặt của mày là như thế nào đấy. Mà đến lúc đấy không phải là tao mà là các phụ huynh ngoài kia sẽ cho mày biết tay rồi. Chị đừng có dở cái thói côn đồ đây. Tôi sẽ kiện chị tội vu khống và làm nhục người khác. Tao nói cho mày biết nhá, tao đây đã có đầy đủ bằng chứng để kết tội cái trung tâm này về việc bạo hành trẻ con rồi đấy. Bằng cái máy này, đó là bằng chứng xác thực nhất. Thôi chị ơi, chị cho em xin lỗi, lần sau không làm thế nữa đâu ạ. Lại còn có cơ hội cho mày lần sau nữa cơ. Nghề của mày ấy coi như chấm dứt từ đây rồi. Cái loại vô đạo đức như mày mà cũng đủ tư cách để đi dạy người à? Ngọc Lan, ra đây với mẹ nào con. Mình đi về thôi. Em gái này, chuẩn bị mà đi bóc lịch đi nhá. Đi cái án này ấy, thì cũng dài dài răng đấy.